Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Các bạn có đồng ý với Duy Nguyễn là sống trên đời này nhân vô thập toàn đúng không ạ? Và Duy Nguyễn đã từng mắc một cái sai lầm rất là lớn, và ngày hôm nay là thời gian để Duy Nguyễn khắc phục lại sai lầm của mình. Cái sai lầm của Duy Nguyễn được mắc phải ở tại địa chỉ số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9, tại Thol Gym, quận 9. Tôi không ngờ rằng cuộc đời của tôi, má, cuộc đời tôi sở hữu một cái Thol Gym to đùng, một cái tòa nhà đầy vĩ đại như vậy mà các bạn đã từng thấy rồi đúng không? Một người thành công như vậy, một người đẳng cấp như vậy mà mắc của sai lầm thật là ngớ ngẩn. Từ đó tôi rất là tự trách lòng. Tôi tự trách lòng và là một người trách nhiệm bản thân. Hôm nay tôi sẽ chuộc lại sai lầm của tôi tại vị trí 102. Có 102 Lý Phục Mang, đó là tòa nhà BBT của tôi. Sắp khai trương nha các bạn, sắp khai trương. Thường á, người ta nói là gì, khai trương người ta không đụng đến chuyện xui xẻo. Nhưng mà Duy Nguyễn là người không tin vào những cái đó, đúng không? Đối với Duy Nguyễn, có sai là sửa sai, chấp nhận nhận sai, cầu thị. Và hôm nay Duy Nguyễn sẽ sửa sai trên một cái video chìa khóa mẹ. Đây các bạn. Wow. Ngày trước á, là tôi nói là cái này lỗi tại tôi hay là lỗi tại mẹ đúng không? Lỗi tại định mệnh. Lỗi cả hai bạn. Nói chung là sửa sai thì phải cãi nha. Tại vì lúc ngày trước á, thằng bán mẹ nó chỉ tôi. Đúng không? Tôi tại mày. Tao đâu có trách nhiệm đâu. Bây giờ làm quê mày, úp lên clip bị chửi quá trời. Thằng nó ghét mình thì nó chửi mình. Thằng mà nó gọi nó thương mình thì nó nhiệt tình. Nó lên mạng nó kiếm này kiếm kia nó gửi cho mình. Và anh thích những bạn như vậy. Đó lý do hôm nay có thêm một clip nữa. Các bạn nên nhớ cái clip mà được quay tại địa chỉ 102 Lý Phục Mang, đúng không? Lý Phục Mang, quận 7, là Thol Gym quận 7 của Duy Nguyễn, cũng là cái trụ cuối cùng trong cái chiến lược tứ trụ. Còn móc qua ngũ trụ, 6 trụ gì đó Duy không biết. Đó, đây là một cái Thol Gym hùng vĩ. Và đây là con mẹ của Duy Nguyễn, trong tòa nhà Duy Nguyễn, mảnh đất của Duy Nguyễn. À, nhắc nói cho rõ, đây. Đất này là đất của Duy Nguyễn. Đất ở ngoài đây là đất của nhà nước. Xe này đậu hơi sai. Hơi sai bạn, nhưng mà có vạch màu vàng này cũng đúng lực nha mấy ba, không bắt bẻ. Mấy ông nội tối ngày ăn là bắt bẻ, xe di đậu trên vạch đi bộ đồ ABC các kiểu đồ. Khó quá ba. Người ta làm video thôi, thông cảm đi nha. Để làm được cái video này Duy Nguyễn cũng rất là liều lĩnh luôn. Rất là liều mình. Nếu mà lỡ cái chuyện có chuyện gì xảy ra mà nó bị hư cái gì đó, hay là Duy Nguyễn làm sai cái thao tác nào đó, thì các bạn vui lòng cứ bóc phốt nữa nha. Cứ kiếm và chỉ nữa nha. Đó, còn nếu mà Duy Nguyễn mà đã làm sai chắc Duy Nguyễn cũng phải bỏ tiền ra sửa. Rồi, quay lại chìa khóa cơ, cẩn thận rút chìa khóa cơ ra rồi nha. Ok. Nữa kìa không? Đó, cái cặp đó mày quay cặp đó cho tao, trời mày chậm quá. Cái cặp mới chạy ngang đó không biết ăn ti hay là fan nữa mà nhỏ gái đứng sau lưng nhìn Duy Nguyễn cười mấy. Cái cặp này ghê nè. Thí dụ thường á, cặp á là đồng chính kiến, fan hết, ăn ti hết. Còn cặp mà bồ lầm lì mà nhỏ kia cười thấy kinh không, nhưng mà đó là nó chơi thôi. Còn cái cặp hồi nãy rất là dễ thương các bạn, hồi nãy cả hai người đều cười chắc là fan rồi. Hả? Trước khi quay clip này là có thử chưa? Vậy nó mới hấp dẫn, vậy nó mới riêu. Đúng rồi, vậy nó mới hấp dẫn em. Riêu. Ok rồi, thằng kia nó nói là giờ đút vô này gì đó. Ok, thử ai mà bị hư cửa nhớ đồ này nha. Đó, bị hư cửa nhớ đầu nay mua cửa cho ba. Rồi vô. Quên tháo này ra đã. Rồi lấy pin ra, Pin bỏ đâu giờ ta? Pin bỏ sau đít đi. Rồi gắn lại. Gắn lại cái này hồi hộp các bạn ơi. Thông cảm. Rồi lấy pin ra rồi, chìa khóa giờ hết pin đó. Má nhìn giống thằng trộm xe ghê ba. Nó cứng cũng giống đại mà ơi. Đây đẩy vô cái nữa. Má hồi hộp quá ba. Ủa nó ra rồi nè. Ủa rồi sao nữa? Thằng kia nó nói kéo này ra. Ủa mày gãy không ba? Cái ghê vậy? Ê, này. Ủa không được mày ơi, cứng quá vậy. Sao nó cứng nhắc vậy? Thằng kia có chỉ bậy không bá, cứng vậy. Bẻ này không được, bên này cũng được. Đó, kéo này ra được. Thằng kia nó này ra nè. Má tao nghe cái tách rồi đó. Nó bể cái gì là bỏ mẹ nha. Thôi đi. Má, cái tay tôi rung nè ba. Mày có gãy cái răng nào không? Ủa không có gãy cái răng nào hả? Cái này mắc China gì em ơi? À, Japan. Ủa, German. mã miết từ lưa dưa hết rồi. Ủa chưa ra được mà. Đúng chìa khóa ra dặn nữa hả? Rồi dặn. Chưa ra cái tạch. Dặn xuống rồi. Ừ dặn xuống đây rồi. Đù. Ủa đề hả? Đề giờ đề sao? Rồi cái cục này để đâu? Để trong đây nha. Thôi để em đó, hồi đóng cửa là sao lấy? Để ngoài đây đi. Nổ ông nội tao. Vậy hết pin cũng như không, mở ra cửa, mở cửa ra nhìn xe vậy thôi chứ đâu có thể được. Ủa không nổ mày ơi. Máy sao ta? Anh cầm cái chìa khóa từ này vô để kế bên xe thử anh. Chìa khóa từ túi đâu nè. Cái cơ đó hả? Để này hả? Đâu nổ đâu. À nó lên rồi kìa, lên bằng ổ gì vậy? À, remove star button, then insert key. Remove star button. Cái star button là ở đâu? Rồi insert cái key. Từ vụ này hãy căng ba. Nó kêu mày phải remove cái star button cái đã, xong rồi mới insert cái key vô. À giật cái đó ra luôn. À ghê vậy. À giật được nè mày ơi. Anh đù. À xong rồi dứt cái key này vô đúng không? Nè này giống này nè, nè. Đâu phải tao thông minh không? Đù, bởi vì Nguyễn thông minh phải. Đó, thấy này giống không? Ủa mà giật cái nút này ra luôn hả? Remove luôn. Bởi tao nói mà cái tay button ở đâu, giật bậy bạ rồi xong rồi toan mẹ cái xe. Làm cái vlog không được nhiêu tiền hết á. Ủa mà toan mẹ cái xe luôn. Rồi ok. Rồi từ. Đù. Ê cái này giống mẹt e rồi đó ba. Giống mẹt e rồi đó. Đóng lại. Ê giờ tao rút này ra coi được không? Tôi nói thiệt á, mấy ông là coi video tôi là phải like nhiều á. Đâu có ông nào liều mạng làm video chân thật như Duy Nguyễn đâu đúng không? Tụi kia toàn là tụi kia nó làm, nó gồ rồi nó mới làm không à. Đó tôi làm liều luôn á. Rồi dứt vô. Vậy đâu cần này đâu. Rồi ok coi như vậy được đi, chạy về nhà được đi. Vậy coi như bữa hổm là anh cách nấu ăn đi. Ừ cứ coi lặng vậy đi rồi ok tiếp tục. Thôi đóng cửa. Hãng này đúng chỉ có sale sai với anh thôi. Ờ đúng rồi, rồi cái nút này giờ sao ta? Gắn vô lại. Cái này dễ mà, này gắn vô như chìa khóa vậy ba ơi. Rồi ok. Cây nốt đi ti. Ok rồi vậy đi. Thôi đi về đi đóng cửa xe là đi nhậu rồi. Đi nhậu đi chứ giờ về được rồi. Ủa? Chưa gắn pin mà. Pin đâu gắn? Pin hết pin rồi mày. À tưởng hết pin đúng không? Cắm chìa khóa vô khóa. Này hả? Đây tưởng hết pin. Cắm chìa khóa vô khóa đúng không? Rồi. An toàn chưa? Cái an toàn chưa? Thấy kiến nó không cụp vô. Ừ. Vậy sao? Sao kiến nó không cụp? Rồi mở ra. Rồi xong đóng lại. Vuốt. Sao đóng vô ta? Khóa là dặn lên. Rồi kịch. Rồi rút ra. Rồi xong rồi điếc luôn. Thôi gắn hộp lại đi chơi về. Rồi giờ gắn sao? Má định vỗ bể chết cha nữa. Ê, cái này hơi căng nha. Trên mạng nó quên chỉ cái bước này mày ơi. Cái chiều tao thấy cái cửa của thằng làm video kia nó xấu quắc à. Nó không phải vậy. Còn mở ra khó đóng vô ẩn vô cái là sao đâu. Bể gãy sao? Đâu đẩy vô đẩy mạnh vô được cái con khỉ khô quá ba. Từ để cho nó đúng ngàm cái đã mày. Đúng không? Sao nó không vô? Đây rồi đó. Nó phải vô rồi nè đó không? Nó phải hai cái miếng này nó tiếp vô nè. Xong rồi ấn vô. Ủa sao nó không vô? Không vô được. Giọng có đùng luôn hả? Bể sao mày? Nó chưa vô ngàm mày ơi. Tiền mở xe hơi nó vậy anh ơi. Em mở hoài đó không sao đâu. Ok. Đó. Má gì cái này tao mốt tao mở tới mua luôn nó mất chinh sao? Nó hư sao? pin nó quăng mẹ đâu rồi ta. Đủ hết cục pin đâu rồi. Đủ hết cục pin. Có một cục thôi cha. À đây 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 đây. Rồi. Cái này đã biết ở đây tao hoài biết rồi. Ấn vô, văng nắp này ra. Đó. Xong rồi gắn cục pin vô. Rồi, gắn vô. Thử coi. Đù quá, pin còn chơi được. Thử rồi bình thường ra chưa nha. Thử rồi bình thường ra chưa nha. Đó. Rồi ok. Lên map rồi. Nè 3.200 cây chưa đi bảo dưỡng nè cha. Số vịt A4 đồ. Mấy cái mà chữ ở tiếng Anh là chữ overdue là nợ đó ba. Overdue là nợ đó, hiểu chưa? Rồi đóng lại. Rồi ok. Lấy điện thoại ra. Rồi. Rồi đóng lại, rồi xong. Đi quay vlog đam thầu. À quên và cảm ơn bà đã theo dõi video. Các bạn sẽ trong quá trình của Duy Nguyễn làm gì đó còn ngu thì quăng pháo tiếp nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.